Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết mọi người. Thì hôm nay là mình đang có mặt cùng gia đình mình Ngân cũng như là hai đứa nhỏ đang có mặt tại Hồ Tràm. Thì đây là cái khách sạn Intercontinental Hồ Tràm The Ren đó, nó nằm trong quần thể The Ren. Đợt trước mình đi là mình ở bên cái căn hộ cái bên đây nè mọi người, cái phòng bên đây. Nhưng lần này mình đi thì mình ở bên đây. Đó thì nói chung là một năm rồi thì con cái mình nó cũng ít đi chơi á, nên là cái bữa giờ thì là mùng 1 thì nội ngoại, rồi mùng 2 thì đám giỗ, mùng 3 rồi thì hôm qua thì bắt đầu là mình với lại ông anh Hòa, tức là ông anh đang ông dạng như là đang 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 là ông anh xây nhà cho mình vừa rồi đó mọi người. Đó thì với Dung với hai gia đình chị thì mình ở đây, thì mình ở đây á, thì mình ở 2 đêm, tức là mình ở 4 mùng 5, ở đêm qua rồi và đêm hôm nay và ngày mai mình sẽ về. Còn anh chị thì một lát nữa ăn sáng xong trưa sẽ trả phòng mình về. Thì hôm nay muốn quay chia sẻ cho mọi người cái video gia đình mình đi chơi tham quan du lịch, để các cô chú anh chị nào có nhu cầu cũng muốn đi du lịch thì mình có thể mình đã tìm một cái địa điểm như thế này đó. Cái phòng như hiện tại là mình thuê, là lúc mình thuê trước Tết á, là mình thuê là 2 phòng, 1 phòng 2 ngày là giá là 14 triệu đó, là bao gồm tất cả mọi thứ đó, 14 triệu mấy trăm đó, nhưng mà nó 14 triệu thôi. Thì giờ sáng bây giờ tối qua thì tới đây là check in xong rồi bắt đầu cái là cho mấy đứa nhỏ nó tắm xong nhận phòng xong rồi bắt đầu đi ăn. Mà mình không có chia sẻ thì hôm qua không cập đặt quá. Hồi sức khỏe bữa giờ Tết ăn uống nhậu nhẹt quá trời quá mệt. Hôm nay sáng hôm nay bắt đầu thấy. Mà hôm qua mọi người biết không, gió cực kỳ to luôn, không hiểu sao mà gió khủng khiếp là gió luôn. Đó, để mình cho mọi người coi biển này. Hôm qua là mọi người biết là cái mấy cái cây đây, là cây này nè, là không đứng yên luôn mọi người. Từ lúc mình bước ra cho tới mà tối luôn á, dễ sợ luôn á, mưa quá trời, không phải mưa mà là gió khủng khiếp, rất là sợ. Nên là cho mấy đứa con tắm ít thôi, nhưng hôm nay thì nó tắm nó lặng yên rồi nè mọi người nè. Đó, cây cối gió biển lặng yên này. Thì bây giờ hôm nay sẽ cho xuống nó đi ăn sáng, rồi sẽ cho Không, không, bên sình không. Bali là sinh hoạt ngày hôm nay chơi. Là chào mời cô chú đi. Bạch Trạng à. Chào mời cô chú đi, hôm nay con chơi ở đâu, con có vui không? Mới ngủ dậy mọi người, rất là ba trận. Ok thì bây giờ để mình sẽ cho mấy đứa nhỏ nó dậy xong rồi tắm rửa, đánh răng rửa mặt xong rồi xuống review chi tiết cho mọi người coi ha. Rồi bây giờ đã xuống cái chỗ quầy đồ ăn nha mọi người. Rồi hôm nay mình đang ở bên đây là chỗ Ginger Vietnamese Cuisine. Ở đây tối nó có buffet Tết á không à? Hồ bơi kia kìa. Nãy thấy hình như có phở. Lấy đồ cho con em. Cô học bắt con YouTube con hoài à. Dạ. Cô học cái gì vậy đó. Dạ. Rồi con mỗi ngày cô hoài. Bác ở đâu? Bác ở Ok. Chắc cho anh tô phở đi. Ủa mình có phở với gì? Ô bún chả cá hả? Ok, vậy cho tô phở đi cũng được. Rồi mình mang phở mọi người ơi. Thử cái phở này nè. Anh chị ơi. Thái Lan hả? Thử cái nước à. Có chả cá nữa, hồi nãy qua nãy thử cái phở trước. Đồ ăn có ớt Rồi ăn đi con, bên trên. Rồi mẹ đang lấy cái gì? Thì 3 giờ sáng mà quá đẹp quá ngủ gì? Ồ. À, đi cháu gái mình dễ thương mọi người. Mấy con chào ai đi, con chào ông bà cô chú đi. Chào ông bà cô chú nha. Rồi,
ăn đi con, ăn sáng đi con. Con tự ăn được không? Tự ăn đi lên xem. Rồi, sau khi ăn sáng xong rồi mà mấy đứa chuẩn bị đi tắm hồ bơi nè, nhưng mà mình đi ra ngoài đây mình coi biển trước đi. Mình ra biển mình phải coi biển chứ. Trời, con làm ớt à? Trời, con ớt à? Rồi, ra đây đi. Đây khung viên này, khung viên ra biển nè mọi người, rất là đẹp. Đó, ai muốn có nhu cầu tắm biển thì có thể ra đây tắm biển. Từ từ nha, từ từ nha. Cẩn thận nha. Bên xe ơi, đứng lại. À, đẹp không? Rồi leo lên nổi không? Đâu lên thử coi. Trời ơi. Nó mà nổi sao? Hả? Nó mà nổi mày Ngọc sao? Hả? Hôm nay là biển là gió ngon lành nè, hôm qua quá trời gió ha. Ở kia chống nắng mọi người. Khi ra đây lúc hôm nay chống nắng thì khắp da đen thui luôn á. Thì đó thì lúc nào mình cũng đem cái sản phẩm mình hay bán á mọi người. Thì qua Tết này là mùng 9 mình sẽ khai trương nha. Nên là cô chú anh chị nào có nhu cầu đặt hàng á thì có thể là mùng 8 là mình nhắn vô fanpage cho em được rồi. Mùng 8. Bắt đầu mùng 9 thì em sẽ gọi lại hết tất cả những cái đơn hàng đã order, thì khách order trước Tết rất là nhiều. Gọi lại hết cho mọi người để ai có nhu cầu thì sẽ thôi mình sẽ liên hệ và mình sẽ gửi hàng, ship hàng cho ông bà mọi người. Rất là đẹp. Rồi mình cúp cái máy, mình cắt cái máy, mình chụp hình nhé nha mọi người. Đâu, thấy làm sao? Vui lắm luôn, hai anh em vui. Trời đất ơi. Không cởi được, không được cởi. Ấy, ấy nó lại, ấy nó lại. Cài cái này lại, nãy bơm nó cho nó chưa? Bơm cho con chưa? Đâu? Con tắm bên kia là phải mặc áo phao. Rồi bảo phao vô. Bảo phao vô để bơi. Nó biết cười rồi đó, không chịu bảo phao. Nè chú, không bảo phao vô là không cho xuống hồ bơi phải không chú? Rồi. Rồi xuống hồ bơi đi, mặc áo phao không qua bên. Qua bên hồ bơi này nè. Hồ bơi có cầu tuột này nè. Hồ bơi đá hả? Không, từ từ đi, qua đây cho chút đi, để mẹ ra cái đã đi qua hồ bơi đá. Xem. Bà nói nghe nè, qua bên đó chơi chút xíu đi. Nói nghe bà thường. Đó, hồ bơi ở đây thì rất là rộng mọi người. Quá trời. Quá trời người luôn không? Em bé. Cái ngày này thì cha mẹ, phụ huynh là hay đưa con đi chơi biển cũng như là chơi khu vực cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Ở đây thì khu vực dành cho em bé. Rồi xuống đi. Ê, đây. Chưa có tắm được. La, chú đang xúc hồ bơi. Đi lên. Rồi, đây, lên đi xe đây. Chưa thấy. Ba Ly nè cô chú. Ô, ba Ly dữ lắm nè. Hả? Lạnh lắm hả? Nhảy xuống đi. Thật ai. Ủa, nhảy xuống luôn. Như con chó, wow, như con chó. Áo phao bữa trước mua một cái rồi giờ quên rồi bắt đầu mua lại hai cái khác. Bên xe này mặc áo phao vô. Áo phao vô. Sáng là hơi nắng ha. Này cho nó ha. Trời, nín thở luôn kìa ông bà cô chú. Trời ơi.
Lạnh quá hả? Mặc áo bao vô cho ba với mẹ yên tâm nè. Đợi 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 chị đợi. Rồi xuống bơi đi. Rồi nhảy xuống nè, 1, 2, 3 nè, ông bà cô chú coi bên sàn nhảy xuống nè, 1, 2, đâu có nín thở làm chi nữa, đâu, không cần nín thở đâu. Rồi mọi người thì trưa nay bắt đầu là khi mà cho nó chơi, nó tắm hồ bơi xong bắt đầu trưa, bây giờ là mình ăn cơm trưa nè mọi người. Đó, mình ăn cơm trưa thì ở đây là hôm nay gọi cơm sườn với lại các cái món đồ ăn. À, rồi lấy nước ngọt đi. Nước ngọt. Cái đó nước suối coi. Đúng rồi, suối mà người ta đóng làm lon á. Số 4 với số mấy? Số 4 với số mấy? 49 là số bàn của mình đó, để cô chú biết đem đồ ra cho mình đó con. Không, nói chung là buổi trưa như thế này mà trong đây thì ôi hay. Trưa nay thì cũng như mấy món ăn bình thường mọi người, là như kêu đùi gà với chấm gà rán nè, khoai tây chiên nè, kèm với bánh rồi đó. Kèm với bánh rồi đó. Khi nào mới được ăn? Ăn hết gà đi. Đúng vậy. Ăn hết gà bán thì ăn hết gà nè, ba mua kêu cho con một phần cơm sườn nữa nè. Cơm sườn bắn nha. Ngán rồi đó. Với một điều kiện. Muốn điều kiện gì? Bình chui. Ăn ngoan. Đúng vậy. Rồi phần đó ăn ra nè. Lẹ chứ. Cái phần này là Ngân kêu là bún thịt nướng chả giò với nước mắm chua ngọt. Cảm ơn em. Đây là của mẹ. Ăn ngon. Mới ăn hết. Đúng rồi. Mới ăn được. Mới ăn bánh đồ nớt. Đúng vậy. Đồ nớt là đồ nớt. Đồ nớt. Ủa bánh đồ nớt. Đồ nớt. Rồi để mình thử cái nước mắm này nha. Nước mắm tôi sẽ nước mắm kẹo lắm luôn mọi người nè. Quá là ngon. Thế dưới. Quá là kiểu khỏe. Con không có cái tô. À con không có, chờ cô đem ra nha. Cô đem phần của ba ly hơi một xíu. Cái nước mắm kẹo là ngon. Ở đây nói chung là nó mình ăn nó khỏe hơn là ở ngoài ăn lâm bữa trước mình đi. Thấy không? Ăn lâm vừa rồi là do ở ngoài bà đảo á. Nên đồ ăn nó cũng hơi ít cái đa dạng. Rồi xin mời mọi người ăn trưa với gia đình em nha. Rồi. Rồi con ăn không? Ừ. Rồi. Em nhìn thấy thấy hấp dẫn đó mà chưa có ăn thử. Không bấm được. Con không thấy sao xin. Nói cô chú nghe với. Ba. Dạ con thấy sao? Ba. Ở trường con ăn cái này. Ăn ba đang ăn kìa. Rồi xin. Dưa leo con cũng ăn cái đó ba. Trời. Ở trường con cũng có cái đó mà. Chứ con ăn thịt sườn đó con. Yến sườn. Lát ăn tàu. Ờ ok con. À. Ai đừng có chụp con gom lại hả? Dễ mà ngon lắm rồi. Trời ơi. Ừ. Không thấy sao con? Quá ngon hả? Chỗ đó bà nội lên sợ yên tâm. Bà nội yên tâm. Để con giúp cho bà nội. Ừ. Ông bà nội nhìn video này là yên tâm nghe. Con tự lớn rồi đúng không? Con tự ăn được hết rồi đúng không? Đúng rồi. Đây, bên kia là gì ông phi theo dưới. Lấy cái nĩa lấy thịt. Ok mọi người ơi, thì coi như cái video hồi sáng giờ em quay gia đình em sinh hoạt ở Hồ Tràm á, thì đến đây cũng xin kết thúc nha mọi người nha. Ăn uống xong rồi bây giờ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chút xíu khoảng 2-3 giờ cho nó xuống nó tắm tiếp. Đó, tụi nó là nó khoái tắm dữ lắm. Đúng rồi.
Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Và đặc biệt là xin chúc mừng năm mới mọi người nha mọi người. Ông bà chú tắm cho đã đời luôn khỏi về. Rồi ăn đi, vui một đêm luôn. Không về luôn, ở đây luôn. Ha. Dạ. Người ta bắt ba con mình ở lại luôn, không có tiền trả. Để lại mọi người. Bye bye mọi chú đi cả. Bà ông bị cơm bà chứ không mời người tú. Năm mới. Dồi dào sức khỏe. Làm ăn phát tài. Ok.